Em chào các bác. Hôm nay em giới thiệu về chiếc xe Poikep 2004, máy 3.0 số tự động. Một chiếc xe màu vàng cát, rất là sáng, rất là đẹp đúng không ạ? Biển Hà Nội. Và chiếc này thì em cũng mới mua của một cái anh ở trên Hà Nội nhá. Anh này làm công an luôn. Anh này làm công an ở trên Hà Nội. Và chiếc xe này thì các bác thấy hình thức của xe rất là sáng và rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, phần đầu của xe thì các bác thấy được đèn cũng đã được độ đèn bi, kể cả như là trong pha đã là dưới đèn gầm nhá. Đấy, trong pha này các bác xem này. Đấy, trong pha này có đèn bi luôn và dưới cũng là đèn bi luôn nhá. Đấy, rất là sáng luôn. Và nhìn con xe sẽ chất hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và chiếc này thì bên em cũng cam kết với các bác rằng là xe không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước. Đảm bảo cam kết các bác nhà mình yên tâm luôn nhá. Và chiếc xe có một dàn lốp thì rất là dày. Rất là dày luôn, dày bịch luôn các bác nhá. Dày bịch luôn. Em quay các bác nhà mình xem hình thức bên ngoài trước, sau đó thì sẽ quay chi tiết các bác nhà mình xem bên trong nội thất nhá. Xem bên trong nội thất của xe sau. Dòng xe Poikep có cái form dáng khá là hầm hố đúng không ạ? Rất to cao và rất là rộng rãi. Nhìn như là những chiếc xe nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng mà giá tiền của chiếc xe này thì bên em bán chỉ có hơn 100 triệu thôi. Các bác nhà mình lưu ý là bên em đang có một chiếc nữa màu đen đời 2005 và đăng ký 2008, máy 2.3 thôi nhá. Máy chỉ có 2.3 và giá tiền thì chưa tới 200 triệu. Còn chiếc này là máy 3.0. Vẫn là form cũ, chiếc này đầu 2004 vẫn là form cũ nhá. Thì giá của chiếc xe này thì bên em cũng đang bán với giá là hơn 100 tí thôi. Cụ thể em ghi về tiêu đề. Bác nào đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng nhà em, số 507 Lê Thanh Nghị. 507 Lê Thanh Nghị nó ở phía đầu kia kìa. Các bác rẽ vào đây một tí nhá. Là tới trực tiếp địa chỉ cửa hàng bên em luôn. Và các bác hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là số 093 8586 307 để được biết thêm thông tin chi tiết về xe này cũng như là một số xe khác nhé. Các bác kết nối Zalo theo số đó luôn. Bên em thì rất nhiều xe, đây các bác xem này. Có tầm khoảng cả 100 cái xe để các bác nhà mình biết xe và lựa chọn nhé. Để chiếc này thì bên em vẫn để đi công vụ đây. Rất nhiều xe, có tầm tiền trên dưới 100 triệu cho tới trên dưới 3, 4, 500 triệu, rất là nhiều. Chiếc xe này thì bên em mua của chính chủ luôn, cho nên là các bác nhà mình muốn về ra tên thì rất đơn giản, rất nhanh gọn nhé. Lốp này rất là dày luôn đúng không ạ? Một dàn lốp rất giá trị. Các bác biết là dàn lốp này mà thay thì cũng sẽ mất tương đối là nhiều tiền, gần 20 triệu như chơi đúng không ạ? Nội thất bên trong đây, ghế da đen và tắp đi tắp nô là màu kem. Em quay sơ qua các bác nhà mình xem biết là như vậy. Nội thất đây nhá. Đấy, sơ sơ phần nội thất. Nói chung là nội thất của cái xe này thì cũng hơi bẩn một chút. Bận quá chưa vệ sinh được các bác ạ. Bây giờ thì mời các bác xem chi tiết về chiếc xe này nhá. Em sẽ quay gần hơn và chi tiết hơn các bác mình xem. Dòng Poikep máy 3.0 thì nhiên liệu của nó nếu mà các bác đi đường trường thì nó tầm khoảng lên loanh quanh 10 lít. Còn đây các bác đi đường phố thì nó cũng hơn 10 lít các bác nhá. Thực ra này là mẫu xe được sử dụng cho gia đình đi. Còn thì các bác nhà mình muốn sử dụng kinh doanh dịch vụ thì mua những dòng xe khác, nó sẽ sang cộ, nó sẽ phù hợp hơn đúng không ạ? Sẽ vừa phải hơn. Dòng số tự động thì bao giờ nó cũng là những mẫu xe gia đình rồi. Đây quay gần hơn các bác mình xem nhá. Đây, phần đèn của xe rất là sáng, rất là trong và rất là sáng luôn. Sơn xi sạch đẹp nhá. Đây, các bác mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc mà đổ xăng đi thôi, không phải làm gì nữa. Có thể là vệ sinh sạch sẽ và có thể đầu tư thêm một số đồ chơi thôi, chứ còn thì về cơ bản của xe thì rất ok rồi nhá. Đấy, la răng đúc nguyên bản theo xe và cái nắp ốp của la răng đúc nó vẫn còn nguyên nhá. Quay kỹ như thế này thì các bác nhìn sẽ được rõ hơn, chi tiết hơn đúng không ạ? Phần form vỏ của xe nhá các bác nhá. Đấy, các bác xem này, rất là căng và rất là mọng luôn, không xô lệch gì, thân vỏ gỗ kêu lo quang luôn các bác nhá, không bị bả mặt tít. Và chiếc xe này thì được thiết kế gương cụp điện luôn, gương tự cụp luôn, kính được dán rồi. Và có khóa khiển nhá, mấy khóa khiển nằm ở vị trí này. Đấy, vẫn ở trên đây này. Có khóa khiển luôn các bác nhá.
thân vỏ của xe rất đẹp và không mục mọt, không mục không mọt này luôn. Đèn trước đèn sau thì rất là sáng, sơn si sạch sẽ, rất là bóng bẩy sạch sẽ đúng không ạ? Đây các bác cho mình xem thân vỏ xe đây nhé. Lốp tiếp theo này. Một chiếc xe gầm cao form SUV rất là cao luôn. Em rơi như này thì các bác mới nhìn thấy lốc này. Phần cốp đằng sau rất là rộng nhá. Tí em mở các bác cho mình xem sau. Chiếc xe này thì em thấy là có cam lùi nhưng mà này không có màn hình nhá. Chủ xe trước người ta đã tháo màn hình ra rồi. Có cái màn hình Android người ta tháo rồi cho nên người ta lại nắp cái mình cái màn hình à, nắp cái đài đĩa vào nhá. Nắp cái đài cũ vào, cái đài nguyên bản của xe vào. Đấy các bác nhà mình nếu mà không thích đài đầu đài nguyên bản thì các bác có thể là về mình độ cái màn hình Android vào, rất đơn giản thôi, mất mấy triệu đúng không ạ? Em đang quay sang bên phụ đây, các bác mình hãy xem kỹ một chút qua video bên em nhé. Nói chung là các bác mình yên tâm khi đến mua xe bên em, cam kết với các bác luôn, tất cả những xe bên em bán ra thì xe không đâm đụng, không va chạm và không bị ngập nước. Đấy, an ninh pháp lý là đảm bảo, giấy tờ đầy đủ nhé. Xe bao tranh chấp kiện tụng cầm cố cho các bác mình luôn và hỗ trợ ra tên nhanh gọn cho các bác nhà mình nhé. Cho nên là các bác nhà mình yên tâm khi mua xe bên em. Đấy, lốp tiếp theo và nó răng tiếp theo này rất là dày dặn. Đăng kiểm còn đến tháng 6 năm 2020 nhé, còn đến tháng 6 luôn. Và ngay bây giờ thì em sẽ mở tất cả những cánh cửa ra và quay các bác mình xem vào bên trong. Đấy, hình thức đẹp, máy số ngon lắm đấy ạ. Đấy, cái này em đang lật lên nhé, có thể là các bác mình hạ xuống. Chung một chiếc xe còn khá là cứng. Còn khá là cứng đấy ạ. Đây các bác xem này, keo chỉ nó còn nguyên zin hết này. Đây, tắp đi này. Và một số vài vị trí thì chủ xe trước cũng đã được sơn giá vân gỗ đây, các bác xem, nhìn có vẻ là khá là sang đúng không ạ? Và sạch sẽ hơn. Đấy, vách cánh cửa này, các bác xem còn rất đẹp nhá. Những con bu lông là chưa hề vặn vọ nhá, cánh cửa là chưa tháo nhá. Đấy, ghế được bọc màu da màu đen rồi. Đấy, vô lăng này. Em sẽ quay quá mình xem chi tiết cái phần táp nô của xe nhé. À, đây đồng hồ xe. Và đây là một số cái hệ thống chức năng của xe. Ví dụ là đầu đài âm thanh. Đầu đài âm thanh vẫn hoạt động đầy đủ nhé. Và điều hòa vẫn sử dụng tốt hai chiều. Con này con lót chống ồn. Vâng. Đây các bác xem, vị trí này thì chủ xe trước cũng đã được sơn giá vân gỗ, nhìn rất đẹp đúng không ạ? Và một số chức năng ở dưới kia em cũng không biết là chức năng gì người ta lắp thêm nữa, cũng không để ý luôn. Đấy, cốp đồ rất là rộng nhá. Em thấy chủ xe trước cũng thêm được một số cái đồ chơi như là sàn là bọc da này, và như là cái phần sàn là cũng được lót thêm một cái lớp chống ồn ở dưới nữa nhá. Đấy, loa check này, loa check đường lắp vào đây. Đấy, tắp ni tắp nô sạch sẽ, rất là tươi đúng không ạ? Cái cá như về nội thất thì các bác về cũng không phải làm nhé, chỉ về việc vệ sinh thôi, mới đầu tư thêm đồ chơi thôi. Đấy, sàn này ở dưới được bọc một lớp da còn mới nhá. Đấy, trần thì vẫn là trần ý của xe, nguyên theo xe đấy ạ. Đấy, dòng này thì các bác biết là cốp sẽ được mở ra như này. Cốp mở ra nhìn chiếc xe rất là rộng. Đấy, lốp dự phòng thì được nằm ở dưới đây nhá, nằm ở dưới đây. Đấy, lý vẫn còn rất là đẹp luôn này. Đem hạ xuống này.
Hạ xuống thì các bác thấy cái cốp rất là rộng luôn, đúng không ạ? Rất là rộng luôn. Và đằng sau, mặt sau ghế vẫn còn lý rất đẹp luôn này. Nhìn rất là xịn sò, đúng không ạ? Chân thì theo thời gian năm tháng hơi gọi là hơi bẩn một chút. Các bác về vệ sinh đi, hoặc là bọc ni lông, hoặc là về bọc 5D, 3D được nhá. Và sang bên phụ thì cũng giới thiệu các bác nhà mình xem nốt. Chi tiết cánh bên phụ nhá. Cả phần vách cửa cho các bác nhà mình xem luôn. Những cái vị trí quan trọng thì em sẽ quay các bác mình xem nhá. Những vị trí quan trọng. Đấy, như một vài cái vị trí không quan trọng thì có thể lướt qua để cho đỡ mất thời gian nhiều, đúng không ạ? Và những vị trí em quay rồi thì em sẽ không quay lại nhiều nữa các bác nhá. Đấy, chân này. Đây, các bác nhà mình xem tổng thể cái phần tắp nô xe nhé. Ở chiếc xe này thì dòng Ford Escape thì luôn luôn được trang bị là hai túi khí và phanh ABS 4 bánh rồi, đúng không? Những cái đời 2001, 2004 thì nó sẽ là giống nhau các bác nhé. Nó chỉ khác nhau là đời thôi, chứ còn thì cơ bản nó là giống nhau. Em sẽ quay cái lốt các bác nhà mình xem ở cái vị trí cánh bên phụ và thêm vào bên trong nội thất nhé. Đây, vách cửa này, tất cả con bu lông là chưa hề vặn vọ luôn, và lòng trong sơn vẫn là sơn zin, vẫn sơn zin luôn các bác nhé. Tuy nhiên là đời cũ thì bên ngoài thì không thể tránh được về vấn đề là sơn lại một số chỗ, đúng không ạ? Không thể tránh được. Đây, tắp lô đây. Một cái tắp lô được thiết kế ra nhìn cũng tương đối là ổn, không đến nỗi cả cổ quá, đúng không ạ? Tương đối là chi tiết về cái phần nội thất bên trong rồi, cũng như là cái hình thức bên ngoài. Và bây giờ thì em mời các bác xem nốt cái phần khoang máy nhé. Các bác nhà mình xem video của em thì hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé. Kênh Mr. Trump. Rất là nhiều ô tô giá rẻ, đúng không ạ? Giá hợp lý, phù hợp với lại tất cả mọi đối tượng luôn. Và hiện tại thì em đang mở máy ra rồi và quay các bác xem chi tiết phần khoang máy đây. Phần khoang máy của chiếc xe này còn rất là đẹp nhé. Đây các bác xem này, rất là sáng và rất là đẹp luôn. Tuy rằng là đời không được cao lắm nhưng mà các bác nhìn cái khoang máy nó rất là sạch và rất là sáng, rất là tươi, rất là mỡ, đúng không ạ? Cái anh công an ngày xưa thì anh cũng lắp thêm một cái bộ còi này. Bộ quài này đi ra rường rầm rú rất là hay nhá. Cái bộ điện trong kia khả năng là để điều khiển cái bộ quài này đấy ạ. Về máy của chiếc xe này thì bên em cũng đảm bảo cho các bác luôn nhá, đảm bảo cho các bác mình yên tâm luôn là máy rất là êm, máy êm và lổ rất là ngon. Về tình trạng của xe thì mọi thứ ok rồi, để các bác nhà mình mua về là sẵn dùng thôi nhá. Ok, em đã quay xong. Có nhà mình xem video của em thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn một lần thông báo chuông nữa để theo dõi, để cập nhật những mẫu video em đăng lên nhé. Đấy, ngày nào em cũng đăng lên rất là nhiều. Đấy, vâng, ok, em xin chân thành cảm ơn.